Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay thì Nhật Thanh hứa rằng chỉ cho tất cả mọi người cách bấm huyệt. Giống như là mình bị những cái chứng về giống như lỗ tai, giống như nhiều khi á, cái lỗ tai mình nghe những cái giống như âm thanh rồi mình không có muốn, giống như nó cứ ù ù trong cái lỗ tai của mình, hay là mình cảm thấy cái lỗ tai mình nó nghe không có được nó rõ, hay là mình cảm thấy giống như là mình đau cái lỗ tai của mình. Thì hôm nay á thì Nhật Thanh á chỉ cho các bạn cách bấm huyệt này. Thì nói chung á, cách bấm huyệt lỗ tai á thì có rất là nhiều người chỉ và mỗi người chỉ có mỗi cách phương pháp khác nhau. Nhưng mà mình thử cái cách này, tại vì mình phải thử nhiều cách. Nhưng mà mình thử cái cách này thì mình thấy nó có một cái hiệu quả rất là rõ ràng. Bởi vậy á, mình muốn chia sẻ với các bạn. Thật sự ra mà nói, các bạn thấy đi, cho dù một người thầy thuốc có tài giỏi cấp mấy, mình đi khắp bốn phương trời, mình cứu bao nhiêu người, thì mình chỉ có một đôi bàn tay thôi các bạn, chỉ có một đôi bàn tay thôi, thì mình cứu được bao nhiêu người. Mà trong khi bình thường mình đem những cái kiến thức của mình truyền đạt cho người khác, thì khi mà người ta trị được bệnh cho chính bản thân mình thì người ta cảm thấy hiệu quả, thì người ta sẽ giúp đỡ cho những người khác nữa. Bởi vậy Nhật Thanh nhiều khi phải nói rằng mình rất thích cách chỉ dẫn của bác Lý Phước Lộc nè, của bác Đỗ Đức Ngọc nè. Nhật Thanh phải nói thẳng đây cho các bạn lên, nếu mà các bạn muốn xem về những cách bấm huyệt của hai bác. Nhưng mà ngày hôm nay thì Nhật Thanh làm cái bấm huyệt này không có liên quan gì tới hai bác hết. Nhưng mà Nhật Thanh nói rằng nếu mà các bạn muốn tìm hiểu và trị bệnh cho chính bản thân mình thì các bạn nên coi những bài bấm huyệt của bác Lý Phước Lộc và bác Đỗ Đức Ngọc. Còn cái bài bấm huyệt ngày hôm nay của Nhật Thanh chỉ cho các bạn là của một ông thầy Ấn Độ. Ông ta nói tiếng Ấn Độ, nói cái gì á mình cũng không biết nữa. Ông nói rất là nhiều, ông nói quá trời luôn. Nhưng mà mình thấy cái tựa đề của ông nói và mình thấy ông chỉ cách bấm huyệt thì mình hiểu được cái, mình cảm giác được các bạn, mình cảm giác được. Và mình thử trên cái cơ thể của mình thì mình thấy có một cái hiệu quả rất là hay. Bởi vậy hôm nay Nhật Thanh sẽ chỉ cho các bạn cách bấm huyệt này. Và nếu mà có điều kiện thì ngày kế nữa, Nhật ngày kế thì đợi tuần sau đi, Nhật Thanh sẽ chỉ cho các bạn giống như chẳng hạn giống như là cái lỗ tai của mình đi. Nhật Thanh có người bạn giống như là mình bị giống như cái trường hợp là bị té xỉu hoài, tự nhiên đang đi cái mất thăng bằng, cái té xỉu mà đi vô bệnh viện emergency rất là nhiều lần rồi mà người ta không kiếm ra được cái nguyên nhân tại sao mà bị như vậy. Thì cuối cùng thì người ta mới kiếm ra và người ta mới biết rằng do cái lỗ tai của cái cô này nè làm cho cô ta bị mất thăng bằng nên hay bị chóng mặt rồi té. Bởi vậy Nhật, cái vấn đề đó thì để tuần sau Nhật Thanh sẽ nói tiếp. Còn bây giờ mình chỉ nói cái vấn đề này thôi để cho mình không có bị lỏng cọng và khó hiểu. Thì Nhật Thanh chỉ giới thiệu cho các bạn như vậy. Và bây giờ mình chỉ cho các bạn nha. Trên cái lỗ tai của mình có tới 4 cái huyệt đạo luôn các bạn. Cái huyệt đạo thứ nhất là nó nằm ngay chỗ này nè. Cái thứ hai là nó nằm ngay đây. Và khi các bạn hạ miệng ra thì mình thấy có cái hõm chỗ này nè, là cái thứ hai nằm ngay đó. Và cái thứ ba là nằm ngay chỗ này. Đó là ba cái huyệt đạo phía trước. Và mỗi cái huyệt đạo như vậy các bạn phải nhớ rằng mình phải xoa từ 1 phút cho tới 2 phút nha. Còn cái huyệt đạo thứ tư là nó nằm ngay sau dái tai của mình. Và khi mình hả miệng ra nó có cái hõm thì mình xoa ngay chỗ đó nha. Cái đó là huyệt đạo thứ tư. Đó là 4 huyệt đạo trên cái lỗ tai của mình. Bây giờ thì Nhật Thanh sẽ chỉ các bạn hai cái huyệt đạo trên cái bàn tay. Trên cái bàn tay của mình thì các bạn thấy thì hai cái xương giống như cái xương gần áp út và cái ngón tay út của mình, khi mà hai cái xương này nó đi xuống mà nó trâu lại với nhau thì cái huyệt nó nằm ngay đó, thì các bạn ấn ngay đây. Nếu mà mình ấn không được, tại vì
cái nhiều khi nó nằm sâu ở trong á, nó nằm sâu ở trong thì ngón tay mình không thể nào mình ha đụng tới, thì các bạn có thể dùng cây viết hay cái đầu gì tròn tròn nhỏ nhỏ thì mình ấn vô cái điểm này, mình xoa nó. Đó là cái điểm thứ 5. Và điểm thứ 6 các bạn, thì khi các bạn thấy nè, cái cánh tay của mình từ cái ngón cái mình đi xuống dưới đây thì mình đo khoảng chừng hai ngón tay thì cái điểm nó nằm ở đây và nó nằm giữa cái da màu trắng và màu đen bề mặt kia của mình, thì nó nằm ngay chỗ này các bạn, thì các bạn xoa chỗ này. Đó là điểm thứ 6. Còn hai điểm kia là ở dưới bàn chân của mình, thì bây giờ Nhật Thanh chỉ tới cái bàn chân. Cái điểm thứ 7 á là nó nằm ngay cái ngón cái nè. Rồi kế cái ngón cái thì nó cũng giống như tương tự ở trên, thì khi mà hai cái xương nó đi á, nó đau nhau cái gặp cái điểm ngay chỗ này, thì đó là cái điểm thứ 7. Và mình xoa chỗ này. Còn điểm cuối cùng á là ngay ngón giữa ngón út và gần ngón út, thì nó nằm ngay trong cái khóe này nè, ngay cái khóe này nè các bạn. Thì nếu mà mình làm không được á thì mình cũng sử dụng cái vật gì mà tròn tròn nhỏ nhỏ mình ấn vào đây, thì ở trên nó nằm ngay cái điểm mà da trắng da đen của mình á, nó nằm ngay chỗ này nè, thì mình xoa nó. Để Nhật Thanh á lấy cái viết á, mình ha chấm điểm cho các bạn dễ thấy nha. Cái này á là mình chỉ chấm thử cho các bạn xem thôi, chứ mỗi lỗ tai mỗi người mỗi khác nha các bạn, chứ không ai giống ai hết. Thì mình canh theo cái lỗ tai của mình làm, thì mình chấm 3 điểm phía trước cho các bạn thấy nè, và một cái điểm sau lưng mình chỉ chấm cho các bạn coi thôi, nhưng mà mình phải tùy theo cơ thể của mình và cái lỗ tai của mình á thì mình có cảm giác mà mình ấn nha. Đó là 4 điểm trên cái lỗ tai của mình. Và trên bàn tay á, mình chấm cho các bạn thấy cái đây là cái điểm thứ 5. Và bên đây á là cái điểm thứ 6. Bây giờ thì mình hả chấm cho các bạn dễ thấy nè. Cái điểm này nó nằm ở đây nè, đó. Cái điểm này nó nằm ở đây. Còn cái điểm kế tiếp á thì nó ngay hai cái xương nó gặp nhau ngay điểm này. Đó là điểm ha. Thứ 7 nè, thứ 8 nè. Sau khi Nhật Thanh đã chỉ cho các bạn á 8 cái huyệt, 4 cái huyệt trên cái lỗ tai của mình, 2 cái huyệt trên bàn tay và 2 cái huyệt trên bàn chân của mình, thì cứ mỗi cái huyệt như vậy các bạn xoa giống như mình xoa từ 1 phút cho tới 2 phút tùy theo mình các bạn. Thì mình thấy đi, mình bỏ ra một ngày chỉ có 8 phút à. Nếu mà các bạn xoa 1 phút mà mình chữa được cân bệnh của mình thì mình cũng nên làm chứ ha các bạn. Mình thử coi cái kết quả như thế nào. Tại vì Nhật Thanh thử trên người mình, tại vì mỗi cơ thể nó có cái cảm nhận khác nhau, thì cơ thể của các bạn có sự cảm nhận khác như vậy với Nhật Thanh, nên các bạn thử đi, mình thử nếu mà coi mình có cảm nhận như thế nào thì cho Nhật Thanh biết nha, tại vì cơ địa của mỗi người mỗi khác các bạn. Nhưng mà Nhật Thanh phải nói rằng khi mà mình xoa ngày đầu tiên là mình đã thấy có một cái kết quả rất là khả quan, thì mình cứ xoa đi, mình xoa từ từ. Nếu mà mình nói mình làm cái này nó hết liền thì giống như mình nói láo các bạn, tại vì mình uống thuốc mà mình còn phải uống từ ngày này sang ngày khác, huống chi là mình bấm huyệt đạo thì mình phải làm từ ngày này sang ngày khác, thì coi trong vài tuần cái lỗ tai của mình như thế nào. Và hy vọng rằng cách chỉ dẫn của mình, của ông thầy Ấn Độ chứ, thì
giúp cho các bạn những giải quyết được những cái vấn đề về cái lỗ tai của mình nha. Và Nhật Thanh rất là cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video ngày hôm nay. Và xin hẹn tất cả mọi người kỳ sau nha. Kỳ sau Nhật Thanh sẽ chỉ lắm giống như là tại sao cái lỗ tai mình bị mất thăng bằng nha. Thôi, bye cô chú, anh chị và các bạn. Bye bye!